nào đang nuôi rồng Nam Mỹ iguana, muốn nhanh lớn, lên màu đẹp, khỏe mạnh thì nhất định đừng bỏ qua video này nhé. Em xin giới thiệu tới các bác, bên em đang có dòng thức ăn cao cấp dành cho iguana của thương hiệu NH Food Nghĩa Hoàng. Đây là thức ăn với 100% thành phần có nguồn gốc từ thực vật, bao gồm trái cây tươi và củ quả như là bí đỏ, cà rốt, mom, đu đủ, cam, quýt, chuối xanh, mít thái, dâu tằm, trùng ngây, mã đề, sâm đất, kết hợp cùng với nhiều dưỡng chất tốt như khoáng chất, men tiêu hóa, canxi D3, vitamin A, B, C, D, B3, B6, B12. Các thành phần được chuyên gia dinh dưỡng của NH Food nghiên cứu kỹ lưỡng, phối kết hợp theo đúng tỷ lệ nhằm giúp cho iguana tiêu hóa tốt, tăng cường sức đề kháng, lột da thường xuyên, tăng kích cỡ nhanh, lên màu đẹp, lên gai đều, cơ thể săn chắc, khỏe mạnh, cân đối, ngăn ngừa teo đuôi. Ngoài thức ăn, bên em cũng có bán các bé rồng iguana đủ màu sắc, kích cỡ. Em cam kết chất lượng đạt chuẩn, bao giá toàn thị trường cho các bác. Thay mặt cho công ty, em xin cảm ơn các bác đã tin tưởng sử dụng sản phẩm NH Food Nghĩa Hoàng trong thời gian vừa qua. Hy vọng các bác sẽ tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng với công ty trong thời gian tới để bên em có nhiều cơ hội được phục vụ và gửi tới các bác những chương trình tri ân cực kỳ ý nghĩa. Bác nào có nhu cầu hoặc đam mê, hãy liên hệ ngay với em 0385 327 279 để được báo giá nhanh chóng.